chợ đêm Cần Thơ nha cả nhà. Tiệm vàng này vô mua vàng đi. Đi tập quấn phát tiền cũng đủ mua chỉ vàng. Sáng anh thức không nổi nên anh không có đi chợ nổi. Anh không biết tội nên anh không đi chợ nổi. Không nổi. Đây. Phố đi bộ Ninh Kiều nha bà con. Các bạn đang dạo bước trên phố đi bộ Ninh Kiều. Các bạn cảm nhận được là cái cảnh của các bạn như thế nào thì các bạn hãy đi trên cái đoạn đường này. Nha. Đi không thấy xe nào đó. Nếu các bạn đi mà tới đầu đường kia mà các bạn không thấy xe thì các bạn rất là tốt. anh Dũng đi cái hai cô em đi phía sau cái clip này mà đưa qua anh Hương nó coi một cái trời trời nó không nổi nổi cơn điên mới sợ. Thấy bà xã mình nói nhờ phải thánh gì có nghĩa là mình được hai bạn nữ thương mến. Đến đâu ông đi Cần Thơ chứ nào ông đổi gió với hai em mới ghê. Rồi, cái này xuống coi bến tàu nè. Tàu đi cho nổi nha. Người thì không quay cảnh vật thì lúc sáng không quay quay cái chỗ mà hẻm nốt rồi. Bóng đêm thường xảy ra tội ác. Cái gì phải coi cái gì không? Đó là thấy chưa? Đó. Đây nè. Đẹp quá. Ban đêm. Các bạn đang nhìn thấy gì không? Chợ nổi ban đêm là nước, nước hơi bị hôi nè. Nước hơi bị hôi à, lúc này nó đang xả ra mà. Rồi của các bạn đi, các bạn có định hướng là mình sẽ đi đâu không ạ? Cái này mình nghĩ rằng là các bạn không phải đi du ngoạn, đi thưởng thức cảnh vật nơi đây mà các bạn đi để cho cái bao tử nó cạn sớm để ăn chè vậy nè. Không phải chưa, bộ bên kia bên Kiều 2 đâu mà cặp mấy sau. Các bạn lại quan tưởng. Các bạn, Ninh Kiều 2 của các bạn là trong kia, trong rừng. Ah.